Chào tất cả các bác nhá. Hôm nay giới thiệu anh em cái mẫu van giá rẻ vừa mới về dành cho anh em chơi. Van Cricket bản giá hợp túi tiền dành cho tất cả anh em chơi PCP Quân Đô. Cái van này là van Cricket hàng mới về đây. Cricket này các bác nhìn thấy rõ không? Đấy, Cricket bản này bản 600 ngàn đồng. Cricket này 600 ngàn đồng nha mọi người nha. Bao ship miễn phí cho tất cả mọi người. Giá báo 600 là bao gồm phí cước vận chuyển. Đấy, đây là van Cricket điều áp trong. Cái loại này có điều áp để xả thẳng cho condo. Anh em lưu ý nhé, để dùng cho condo và PCB. Van thì bên mình có rất nhiều loại van, nên là các bác cứ xem hết video mình giới thiệu cứ từ từ. Đấy, cho các bác xem. Đầu tiên là cái mẫu van đấy là xong rồi, còn đây là van Cricket bản đắt. Bản này bản đắt tiền hơn. Bản này bản đen mọi người nhé, bản này bản đen thì cái van này của nó là trên 1 triệu đồng, trên 1 triệu. Để biết giá chính xác thì anh em phải nhắn tin và gọi điện. Đấy, vì cái này là mình không báo giá công khai được. Các bác thông cảm. Đấy, vì cái này nó giá của nó thì nói luôn là nó cứ thay đổi liên tục. Lúc cao lúc thấp nên là mình không báo giá công khai, nó là hơn 1 triệu. Anh em mua thì bảo mua bản dài nhé. Bản đen bản dài, còn bản này bản ngắn. Bản ngắn bản dài thì bản ngắn cũng chả sao đâu, vì cái bản ngắn này nói thật với anh em nó rẻ, nó 600.000 đồng, nó rẻ một lửa tiền so với cái này. Thì cái van này thì rất hiếm về. Đấy, nó ngắn hơn một chút. Đấy, lúc nào có thì bán nhiều, lúc nào hết thì thôi, thì anh em lại phải mua cái bản đắt này. Đây, và đến tiếp theo cái bản này, bản Super Bell. Super Bell thì nó có hai loại bản, bản đen và bản trắng anh em nhé. Bản đen hiện tại mình quên mất không cầm đây rồi. Bản trắng của nó là trong cái hộp này này. Trong hộp Super Bell đỏ này này. Đấy, bản này bản đen. Đen trắng chả quan trọng các bạn. Quan trọng chất lượng. Đấy, cái loại này thì vô địch rồi. Quá đẹp rồi. Nên là anh em thích chơi nào là chỉ chơi. Thích chơi loại này thì chơi. Đây, cái này nó có điều áp đây thì các bác nhìn thì nó dễ hơn. Cái này điều áp của nó để là 130. 13 tức là 130 cân. Đấy, và điều áp bên này nó là 200. Nói chung là anh em mua thì mình sẽ chỉnh áp cho các bác rồi, chứ không phải no. Trừ khi nào hôm nào mình không có nhà thì nhân viên người ta cứ thế người ta đóng đi thôi. Áp thì chỉnh rất dễ, chúng ta xì hơi xoáy cái là chỉnh được mà. Anh em nào chơi rồi thì biết này, không khó cái gì cả. Đấy, bình carbon. Bình carbon thì thoải mái anh em nhé, không thiếu luôn. Đấy, bình carbon của nó thì nó nhiều loại lắm, 0,36, 0,42 và 0,5. Cái này này chịu lực thì khỏi phải suy nghĩ. Cái này của nhà sản xuất để từ 50 MPa. Đấy, 50 MPa đến 30 MPa. Đấy, 30 MPa tương đương với 300 cân. Đấy, bình carbon. Bình carbon mình rất nhiều. Đây, còn cái ốp bình đây. Anh em mà chơi thì mua thêm một cái ốp bình nữa để chúng ta ốp bình để bảo vệ. Nhiều bác thì nói thật là không bảo vệ cái này thì chúng ta là dùng lâu ngày mồ hôi dầu mồ hiếc nó cầm nó xỉn rồi oxy hóa đấy, hoặc là bình nhôm như thế này nó oxy hóa thì chúng ta có thể mua thêm một cái ốp bình như thế này. Ốp bình này mình bán 200.000 một bộ này. Đấy, ốp bình như này, cái đoạn này thì chúng ta đút trên này. Đấy, đút vào rất dễ thôi nhá các bác nhé, không khó gì cả. Đấy, nó vừa là cái báng súng, đấy nó vừa là cái điểm tì vai thì hiếc, là quá đẹp luôn. Đấy, cái bản đấy, còn cái bản này thì là bản này thì nó cao su này. Đấy, cái bản này thì 250. Nói chung cái nào cũng được. Đấy, 250. Đây này, này nó đút vào đây. Đấy, kể cả về đây chúng ta dùng cái này thì nó sẽ dài hơn đúng không? Về nó dài hơn thì các bác cắt đi. Các bác lại phải cắt đi gần một lửa. Đấy, nó dài mà. Nên chúng ta phải dùng cắt nó đi. Nhà sản xuất nó sản xuất rất dài luôn nên chúng ta về phải cắt bớt đi nhé. Đấy là cái ốp bình. Hai cái mẫu ốp bình băng keo ngụy trang. Đấy, bán lẻ là 130 bao ship. Anh em mua cùng sản phẩm này thì nó rẻ tiền hơn. Đấy, băng keo ngụy trang. Vải, băng keo vải nó đắt. Băng keo vải nó quá là đắt tiền luôn. Đây là những cái mẫu van. Đây còn van U. Van U thì có hai mẫu U. Thứ nhất là U Super Bell. Super Bell nhé. Cái U này cứ 800.000 đổ về. Đấy, mình không báo giá chính xác đâu. Cứ 800.000 đổ về. Van này van Cricket. Đấy, nó có hai mẫu, cái này nó là khớp U. Anh em mua thì đọc là tôi muốn mua cái khớp U. Cái khớp U này nó có trách nhiệm để dẫn hơi. Nó dẫn hơi từ đây này, từ đây này lên đây ra đây. Đấy, và cái van này chúng ta tháo cái lắp đít này ra, chúng ta lắp vào đây. Đấy, nó thành một khẩu condo.
Đấy, nó nắp như thế này này. Đấy, mọi người nhìn chưa? Nó nắp y như thế này. Cái này thì mình làm mô hình thôi, chả buôn bán thôi. Đấy, nó về lắp kiểu như này. Đấy, các cụ nhìn thấy chưa? Đấy, dễ mà. Cái đấy thì không khó. Chân chống ngắn, chân chống dài, bơm tay, bơm máy, bên mình có hết mọi người nhé. Đấy, bơm đủ các loại mẫu bơm đây. Cứ từ 600.000 đến 900.000, đủ các loại mẫu bơm, mẫu bơm. Đấy, các cụ thích cái mẫu nào thì liên hệ mình mẫu đó. Rồi, đấy là những cái mẫu sản phẩm. Anh em quan tâm đến sản phẩm nào thì gọi trực tiếp cho mình nhé. Bên mình cứ ship hàng COD cho các bác mua bán thoải mái. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em video lần sau. Chúc tất cả mọi người mua bán vui vẻ và thành công. Xin chào các bác.